cảm xúc đầu tiên của mình khi nhìn thấy con này ở ngoài showroom là nó to lắm mấy bạn. Đây là kế bên chiếc Mutis Strada nè, bự ghê vậy chứ, công nhận to nha, đúng to luôn á. Ê à, mèo Phương Khánh bự giả mang ha, trời ơi. Đến nãy giờ anh đăng anh chạy, giờ tới mình chạy Africa Twin. Ê dạ, cũng được, nó không cao lắm, cao 1m7 mình chống được, cái phần mũi chân vẫn chống được là ok. Đó, quay chưa? Rồi, quay rồi. Mod là đang để touring, phuộc là đang để chế độ là một người nè các bạn thấy không. Ok, để thử coi. Rồi, ồ côn bắt quá. Ồ má tính ra chạy cái gì chứ. Úi giời ơi, ồ có đàn hạt lây nè các bạn. Ồ con này chạy phê quá các bạn. Phê nha, phê nha. Không đùa được đâu, không đùa được đâu. Ồ xào chẻ đất là đã nha, gương nó thấy cũng ok nè. Ông cua thử rồi. Ồ đã nha, đã nha. Chạy sóc gắt ra không thấy miếng gió nữa hết. Ồ cái da tóc nó cũng khủng ấy chứ. Tháng trước và tháng sau đều ăn rất là tốt ha. Ồ cái tiếng bồ nghe bồ zin thôi nhưng mà nghe rất là phê. Ồ xe nó nhìn tưởng đâu nó bự vậy chứ mà chạy nó phà phà luôn á mấy bạn, không thấy vấn đề gì luôn á, chạy rất là đã luôn. Nhìn thì tưởng đâu nó to đòn, chạy nó nặng đúng không, không có nào các bạn thấy mình ôm cua nào, ôm rất là sướng luôn á nha. Ủa trời ơi, ồ được nha, được nha, phê nha, phê nha. Ô trời ơi, tưởng đâu là nó nặng, tưởng đâu là khó chịu nhưng mà ai ngờ là chạy nó phà phà luôn đó các bạn. Được nha, được nha. Các bạn thấy cái gia tốc của nó cũng lên cũng nhanh đó chứ không phải giỡn đâu. Ui rồi thấy mình đỡ không kịp. Hay nha, hay nha, công nhận nha, hay nha, hay nha, hay nha. Bách sinh nè, ở vị trí bách sinh này mình thấy Honda nó làm, nó để lên đây hợp lý mà. Các bạn thấy mình ấn là mình ấn trên phần này nè, bấm lên trên này rất là ok, không có vấn đề gì luôn á. Úi xà, cảm giác nó chiến á mày. Úi dồi, nó bốc đầu luôn. Mình cảm thấy cái chẳng qua nó nhẹ luôn á mà. Ờ vui nha, vui nha. Được, được, được. Rẽ đây coi. Bạn thấy da tóc nó rất là khủng khiếp. Ý là chỉ cần dặn cái thôi là nó bay à, chứ nó không có, không có trì hoãn gì hết à. Rất là đã. Ồ vô cua đã lắm các bạn ơi. Nó khác hẳn với cái cảm giác mà nặng nặng của chiếc Mutis đó các bạn. Còn mà chiếc này nó lại khác một cái là nó mạnh nhưng mà nó nhẹ lắm các bạn. Cảm giác như nó rất là thanh thoát thôi. Nhưng mà chiếc này thì hình như nó không có cái self-canceling turn signal thì phải. Ấy là cái xi nhan tự động tắt á. Nãy giờ hình như mình để mình thấy nó không có tự động tắt cái xi nhan mà mình thấy nó để nó
chế độ nó cũng bình thường mà nó không có tự động tắt ha. Oh my god, máu lắm đó nha. Cái con này mà có cái bảng hộp số DTC á, DCT gì đó các bạn, cái hộp số tự động á, là bỏ vô còn phê nữa. Con này thì nó chất lượng rồi, nhưng mà nếu mà có cái hộp số kia thì nó còn đã nữa các bạn. Nói chung cảm giác lưng nó ngồi, thứ nhất là về dáng ngồi đi ha, thì cái cảm giác là cái lưng mình nó ngồi rất là thẳng các bạn. Ngồi nó không có bị tạo kiểu như cái dáng giống như mình đang chạy nách á, là cái dáng mình nó cúi xuống như thế này. Nhưng mà bây giờ cái lưng mình nó ngồi trên chiếc xe này là rất là thẳng luôn, không có một cái vấn đề gì gọi là quá khó chịu ha. Gia tốc của con này thì khỏi nói rồi, tọt nó bốc lắm các bạn. Để ra đây coi, nếu mà đường thoáng không có ai thì chạy thử để coi thử cái khả năng tốc độ của nó lên tới nhiêu. Wow, xuống đây là không có gió nè, lên đây là gió nhiều nè. Phê nha, công nhận đã nha. Cái lực xe nó lên rất là mạnh, nhưng mà nó không có miếng gió nữa các bạn. Các bạn đứng, các bạn coi mình đứng xe nè, chạy rất là phê luôn mà nó không có miếng gió nữa đó. Test về được rồi. Phê rồi, phê rồi.